D. Rồi, cho một vòng tròn nè, một cái hình tròn. Tâm tâm O, một cái tam giác nhọn nổi tiếng, nổi tiếp đó, nổi tiếp. Được chưa? A, B, C và ba đường cao, ba đường cao nha mọi người. Đường cao thứ nhất nè. Đường cao thứ hai nè. Ba đường này cắt nhau tại H nha mọi người. Rồi, đường cao thứ nhất đó là A, AE nè. Đây là BF nè. Và CG nè. Đó, ba đường cao cắt nhau tại tại H, tại H, tại H. Rồi, câu A nè, câu A, câu A. Câu A chứng minh A, F, H, G. A, F, H, G. Các bạn thấy không ạ? A, F, H, G. Nội tiếp, nội tiếp. Thì quá dễ đúng không ạ? Ta có nè. Cái góc A, F, H. A, F, H bằng 90 độ. Lý do BF là đường đường cao. A, G, H. A, G, H bằng 90 độ. Lý do CG là đường đường cao. Từ đây và các bạn nhìn nè, hai góc này có hiện tượng gì ạ? À? Đối nhau nha các bạn. Đối nhau nên cộng lại bằng 100 108 AFH cộng AGH bằng 180 độ. Suy ra tứ giác AFH G nội tiếp đường đường tròn. Lý do tứ giác có hai góc đối bù nhau. Ok nha các bạn. Ok nha các bạn.